ơi, hôm nay xui dữ vậy, con nào chơi hết màu luôn. Con này dính rồi nè. Ừ, hai con cá bự ghê. Ủa vậy ăn cá với cháo gì không á hả mẹ? Có rau gì không? Có, để lát mẹ ra vườn hái rồi có rau đắng không? Ngoài vườn mẹ nhớ như có 1 lít rau đắng rồi. Dạ. Ủa, hai là làm cá hả? Ừ. Ăn cá đồ bự vậy hả? Mới cắm câu được. Linh ơi. Dạ. Em đi hái một chuyện mới rau đắng đi. Cái này nấu cháo ngon lắm. Ừ, nấu cháo rau đắng đi. Ghê ơi. Ồ, cá. Ở đây con. Cá. Cá. Con cá bự quá. Nên biết bằng cá không? Nên biết bằng cá không? Bằng hai chỉ cho nên bằng nè. Cho đây nè từ. Đây có rau nè. Ủa rau này là rau gì không? Rau này là rau đắng. Cho con bứt cỏ không ạ? À? Cộng này nè. Này nè. Thì trong à. Bức trong này vô nè. Cái này là cỏ, à, cái đọt này nè, nè nè bức ra hái hoàn hoàng coi nè. Ngắt từ đọt vậy nè. Cái nè, sao con bức cỏ hoài á? Thì trong bức cái này mẹ, con cầm bức cỏ đâu. Ây da. Nè, cái đọt này nè, thấy không? Dạ. Tường con chạy đâu dữ hả chợ Út chứ? Chơi nha. Ừ, tí nữa hái giùm chị và tép hành luôn nha Linh. Dạ. Cái này dài cái đọt non vậy nè, ngắn ngắn thôi ở mắt cổ, ăn dướng cổ. Nó dài. Nó dài, nó dài. Dạ. Nó quậy thôi nát tan ba rau hết trơn nè. Đó thấy chưa? Đây ra nhà Út chơi vui quá, quậy quá quậy rồi ở trong nhà. Bị nhốt quá con. Nè đưa thao qua Út đi. Nè nè, chơi trái dừa nè. Chơi trái dừa nè. Trả thao Út đi. Nó hốt cái dừa mà cũng hốt thêm cái thao. Cho lên đây ngồi con đi. Cái ngày mưa tới đó hai. Cái mình cắm câu quá dính cá bự bự, cá thì làm chà bông cho bé nhỏ ăn ngon lắm. À, bữa nào cắm câu làm chà bông cho nó ăn. Mưa tới là cá nhiều. Hái một gỗ rau mà làm lại còn. Rau nhiều không? Hái rau được nhiều không Linh? Một rổ đầy á chị mà làm ra chắc còn được đĩa. Tại vì lúc hái nó bị già quá phải không? Rau bị già quá. Thank you.
im té té rồi cốc 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 chết chết quên luôn gạo này mình rang nên nó không có nhựa nhiều nè, vậy dễ ăn, có nhựa nó lòn quá ngán, tùy theo có người thì thích ăn nhựa, chị thì chị không thích. Chị cũng xong rồi nè. Nóng quá. Chị ơi. Cháo chín rồi vô mời cha mẹ ra. Kim ơi. À, cá chín rồi nè. Wow. Ôi, cá bự ngon không? Ôi nhìn ngon quá vậy. Ừ. Chị hai nãy chị Tư đi kêu cha mẹ rồi có ra không? Cha mẹ nó ăn cơm rồi nên cha mẹ cũng ăn rồi. Con còn một cháo ăn đi con. Dạ. Cái hộp này để chồng đi. Nó ngọt quá trời luôn. Được, chồng bằng hộp mà. Cá đồng mình nó dễ thịt ngon quá à. Chị ăn hết con chán này đó. Ngon. Ừ, ngon mà. Ngon quá. Thấy thương cho cà nè. Ngon hen con hen. Ừ, ngon. Con dễ ra lừa xương ra. Ừ. Có chán để xương nó con xương. Ép cá ăn nhiều vô đi con, cá nhiều mà. Cháo ngon quá. Đừng lấy xương nha. Ăn đi. Con không cháo mà. Đây cô Tư múc cho. Rồi kế cô Tư múc cho con. Không có chịu không có hả? Ừ. Chị da. Mở hai ra đó hả? Mở hai múc cháo ra cho con á hả con? Nè nữa nè mâm mâm à. Lấy cái muỗng. Ờ giỏi quá. Gạo này chờ vô trong nồi chuẩn nó chín chứ đây cháu. Chị gì cười hoài à? Hả? Cười hỉnh mũi luôn hả? Cháu nóng không quá. Chuẩn ăn thôi cậu. Ở chân
xương con, nó cỏ nha, có đều đắng, nó hơi đắng đắng nhưng mà nó ngon ha.